Liverpool tiếp tục giữ vững cách biệt 4 điểm so với Man City khi vòng đấu thứ 22 vừa qua, The Cop có được chiến thắng tối thiểu trước Brighton trên sân khách. Bên kia chiến tuyến, Crystal Palace vừa mới để thất bại trên sân nhà trước Watford. Tuy nhiên, thành tích trên sân khách lại ủng hộ cho đại bàng khi trong hai trận đấu gần đây thi đấu xa nhà, họ đều giành được chiến thắng. Crystal Palace là đội bóng gần nhất khiến cho Liverpool phải nhận thất bại trên sân nhà Anfield tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng cũng kể từ đó, Palace đã thua 3 trận tiếp theo khi gặp Liverpool. Trong một mùa giải mà thánh địa Anfield thật sự là cơn ác mộng với bất kỳ đối thủ nào, nhà cái Virgin Bet sẽ đặt niềm tin cho Liverpool với tỷ lệ chấp 2 trái.